Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đã thành thông lệ, cứ vào đầu năm, công chúng yêu nghệ thuật đương đại lại được đắm mình trong không gian nghệ thuật phong phú và đặc sắc của triển lãm nghệ thuật đương đại Singapore. Đây là một trong những sự kiện quan trọng để những người làm nghệ thuật cùng kết nối và trao đổi, tìm ra hướng đi mới, phản ánh và truyền tải đến công chúng những giá trị chân chính của nghệ thuật. Phát biểu trước báo giới, người sáng lập kiêm chủ tịch triển lãm nghệ thuật đương đại Singapore, ông Lorenzo Rudon đã có những nhận xét đánh giá về các hoạt động nghệ thuật trong thời gian qua, đồng thời cho rằng mọi người cần phải nhận ra giá trị đích thực của nghệ thuật và nghệ thuật phải là một phần của văn hóa, đặc biệt là trong bối cảnh có những tác động tới nghệ thuật từ những biến động chính trị xã hội hay kinh tế thời gian qua. Tôi thấy rằng triển lãm nghệ thuật đương đại lần này rất chuyên nghiệp, mang đậm phong cách Đông Nam Á nói chung cũng như Singapore nói riêng với rất nhiều phong cảnh của xứ sở nhiệt đới. Chúng tôi mang đến triển lãm lần này một số tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ rất nổi tiếng của Trung Quốc với hy vọng sẽ tạo ra sự kết nối, giao thoa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nền nghệ thuật. Với 131 gian trưng bày, triển lãm nghệ thuật đương đại Singapore giới thiệu đến người xem nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ 27 quốc gia châu Á và trên thế giới. Mới đây, một bộ phim tài liệu 3D ngắn nói về cuộc đời của người anh hùng dân tộc Cuba, José Martín, đã được trình chiếu trước công chúng ở thủ đô La Habana. Đây là sản phẩm đầu tay của sự hợp tác giữa Tập đoàn Công nghệ Đa quốc gia Google của Mỹ với tổ chức trùng tu các di tích lịch sử ở La Habana. Tham gia buổi công chiếu đặc biệt này có sự góp mặt của ban lãnh đạo Tập đoàn Google, các quan chức chính quyền thành phố La Habana, các thành viên tổ chức trùng tu các di tích lịch sử ở La Habana cùng nhiều sinh viên, học sinh và người dân. Những người này theo dõi bộ phim qua một thiết bị đặc biệt do Google cung cấp. Với thời lượng dài 6 phút, phim đã cho người xem thấy được những nét chân thực trong cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Cuba, José Martí, đặc biệt cả những chuyến đi của ông tới La Habana, Tampa và New York. Bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Dự kiến phim sẽ ra mắt công chúng tại thành phố New York, Mỹ vào ngày 28 tháng 1 tới, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 164 của người anh hùng dân tộc José Martí. Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vừa khai trương lễ hội ánh sáng mừng năm mới Đinh Dậu. Lễ hội dự kiến sẽ kéo dài một tháng. Lễ hội ánh sáng đã trở thành sự kiện thường niên của thành phố Thượng Hải. Năm nay, lễ hội trưng bày hàng trăm chiếc đèn lồng thủ công lấy cảm hứng từ các nhân vật trong những câu chuyện dân gian. Điểm nổi bật của chương trình là chiếc đèn lồng khổng lồ hình chú gà trống cao 9 mét, nặng 1 tấn. Chú gà trống này khoác lên mình 2017 chiếc lông đầy màu sắc đánh dấu năm 2017. Đây là lần đầu tiên chương trình sử dụng đèn LED và đèn năng lượng mới giúp tiết kiệm 30% lượng điện tiêu thụ. Cũng nhân dịp năm mới, một show diễn ánh sáng tương tự đang diễn ra tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, thu hút nhiều người dân. Những chiếc đèn thực sự rất đẹp, nó mang đến không khí lễ hội cho khắp thành phố. Năm mới Đinh Dậu sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 1 tới, ngày đầu tiên theo lịch mặt trăng. 8 người giàu nhất thế giới đang nắm giữ số tài sản bằng một nửa dân số nghèo nhất thế giới. Đây là con số đầy ám ảnh được đưa ra trong báo cáo mới nhất do tổ chức Oxfam thực hiện. Bản báo cáo được công bố ngay trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos đã nhấn mạnh đến tình trạng bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo đang bị nới rộng hơn bao giờ hết. Oxfam cho rằng tình trạng này đang khiến người nghèo cảm thấy bị bỏ rơi trong tiến trình phát triển của xã hội và hệ quả chính là những cơn địa chấn như Brexit hay chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chúng ta đang có một hệ thống kinh tế mà chỉ làm lợi cho 1% dân số giàu hơn là 99% còn lại. Tôi cho rằng có chứng cứ rõ ràng cho việc có những lỗ hổng trong hệ thống chính trị của chúng ta liên quan đến sự bất bình đẳng đang ngày càng lớn. Oxfam cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tại Davos giải quyết vấn nạn trốn thuế và tăng các cấp độ đánh thuế để tạo nên một nền kinh tế nhân văn hơn. Theo báo cáo của Oxfam, 8 người giàu nhất trong đó có tỷ phú Bill Gates hay cha đẻ Facebook Mark Zuckerberg đang nắm trong tay khối tài sản trị giá hơn 400 tỷ đô la Mỹ, bằng với tài sản của 3,6 tỷ người gộp lại. Lần đầu tiên kể từ khi phát hiện có sự tồn tại của loài rồng biển Ruby, các nhà khoa học đã ghi hình được hai con ở ngoài khơi miền Tây Australia. Theo Telegraph, rồng biển Ruby là loài thứ 3 trong dòng họ rồng biển vừa được phát hiện. Các nhà khoa học lần đầu tiên biết đến nó là vào năm 2015, nhưng khi ấy họ kết luận về sự tồn tại của nó dựa theo mẫu vật từ Bảo tàng Australia. Các nhà khoa học cho biết, việc ghi hình được loài rồng có hình dáng thú vị này giúp họ khám phá những chi tiết mới về giải phẫu học, môi trường sống và hành vi của chúng. Rồng biển là dạng bà con của cá ngựa. Theo Sputnik News, hiện giờ khoa học biết tới 3 loài, thông thường, hình lá và ruby,
trong đó rồng biển Ruby gợi nhớ đến con cá ngựa nhiều hơn cả. Các nhà khoa học cho rằng rồng Ruby sống ở độ sâu 50 mét và màu sắc đỏ rực giúp nó có lớp hóa trang hoàn hảo trong cột nước dưới đáy sâu. Dựa vào những thông tin do tàu sứ mệnh Apollo 14 gửi về, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California Los Angeles cuối cùng cũng đã xác định được chính xác tuổi thật của mặt trăng, và con số đó là 4,51 tỷ năm. Theo phát hiện này, mặt trăng được hình thành khoảng 60 triệu năm sau khi hệ mặt trời hình thành. Kết quả này vượt xa so với các đánh giá trước đó của các nhóm nghiên cứu khác khi cho rằng mặt trăng được hình thành trong vòng 100 đến 200 triệu năm sau sự ra đời của hệ mặt trời. Được biết trước đây, tuổi của mặt trăng được đoán định dựa trên phân tích đá mặt trăng. Nó được cho là tạo thành từ kết quả của rất nhiều va chạm vũ trụ từng diễn ra. Việc xác định được độ tuổi chính xác của mặt trăng là rất quan trọng. Nó cho ta thấy được sự biến động của hệ mặt trời tiến hóa và sự hình thành đá, bao gồm cả trái đất nữa. Quý vị và các bạn thân mến, tại huyện Hoa Chơn, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, hàng năm cứ vào mùa đông giá lạnh khi các mặt sông hồ bắt đầu đóng băng, thì cũng là lúc hàng nghìn người lại nô nức kéo về lễ hội Hoa Chơn San Chơn Neon được tổ chức trên một dòng sông băng để cùng xem và thi nhau câu những con cá hồi to nhất. Đây cũng là một trong những lễ hội thu hút đông khách du lịch nhất của Hàn Quốc trong thời điểm đầu năm. Thời điểm diễn ra lễ hội câu cá hồi trên băng thường bắt đầu từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 1 hàng năm. Sự kiện diễn ra tại huyện Hoa Chơn, một vùng khá hẻo lánh và tình trạng băng giá kéo dài suốt mùa đông. Bất chấp cái lạnh âm 20 độ C, hàng trăm nghìn người dân địa phương và khách du lịch vẫn nô nức tới đây để tham dự lễ hội. Mỗi người tham gia sẽ được dùng một dây cước, một túi nhựa và được phân khu vực riêng. Sau đó họ phải tự tìm và tạo cho mình một lỗ sâu trên sông băng để câu cá. Lễ hội này vốn được đặt theo tên một loài cá hồi núi nước ngọt. Đến đây, mọi người đều có thể thử thách sự kiên nhẫn và khéo léo của mình để câu những con cá hồi tươi ngon nhất. Đôi khi, nếu may mắn mỉm cười, bạn có thể bắt được những con cá hồi to như thế này. Tuy nhiên, những người không đủ kiên nhẫn để chờ đợi có thể lặn xuống hồ nước có nhiệt độ âm 20 độ C và bắt cá bằng tay. Người tham gia có thể mang cá về nhà, đặt nướng ngay tại chỗ, hoặc đơn giản hơn là thưởng thức món gỏi tươi ngon ngay ở lễ hội. Tôi đã đến đây 5 năm rồi. Tôi muốn những đứa con của tôi có những trải nghiệm thú vị khi đến đây. Thật tuyệt khi vừa được câu cá lại được thưởng thức cá tươi sống hoặc nướng ngay tại chỗ. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục đến đây vào năm sau. Bắt đầu từ năm 2003, lễ hội câu cá hồi trên băng được tổ chức hàng năm tại huyện Hoa Chơn, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Có khoảng 1,5 triệu khách du lịch, trong đó có khoảng 100.000 du khách châu Âu và Đông Nam Á đến tham gia lễ hội này. Lễ hội kéo dài hết tháng 1 là sự kiện lớn và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Câu cá hồi trên băng là một trong số những hoạt động vui chơi được tổ chức thường niên trong lễ hội băng Hoa Chơn San Chơn Neon của xứ sở Kim Chi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Từ Thái Nguyên Nhìn Ra Thế Giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.